xin chào các bạn, mình là Phạm Minh Thắng và hiện tại thì mình đang là CEO của công ty cổ phần Next Event và mình cũng là nhà phát triển một cái hệ thống về kiếm tiền ở trên Internet, một cái hệ thống kiếm tiền bằng qua cái hình thức là Affiliate Marketing có tên là paperclick.vn và mình cũng là một người đi đào tạo về Internet Marketing. Thì từ lúc trước đây thì khi mà mình đi chia sẻ, mình đi đào tạo về những cái kiến thức về Internet Marketing, về cách thức kiếm tiền online, cách thức ở trên Internet, thì có một cái nó vướng mắc, đó là khi mà setup cho mọi người một cái hệ thống website thì nó cần phải rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức, cũng như là cái người học viên thì rất là khó khăn để tiếp cận với những cái kiến thức liên quan đến lập trình, và mọi người sẽ cần phải bỏ ra một khoản tiền khá là lớn khi mà cần phải mua hosting, rồi thuê viết code, rồi thuê mua cái này và mua cái kia. Thì liên tục như vậy trong một khoảng thời gian dài, mình luôn luôn chăn trở làm thế nào để có một cái giải pháp tốt hơn, là hữu hiệu hơn để mà mang lại những cái giá trị cho những cái người học viên ở trong các chương trình đào tạo của mình. Thì và cứ liên tục như vậy mình phát ra cái thông điệp như thế, thì trong thời gian gần đây và mình đã tiếp cận được với một cái hệ thống vô cùng tuyệt vời, đó là hệ thống igroupblog.com. Và ở trên cái hệ thống này thì họ cho phép người dùng có thể đăng ký cho mình một cái tài khoản và mọi người có thể tạo cho những mình những cái website, những cái hệ thống kiếm tiền online tự động ở trên cái hệ thống này. Và trên cái hệ thống này là họ tối ưu tất cả những cái công cụ cần thiết cho một cái người làm Internet Marketing, cho một cái người làm kinh doanh ở trên con đường Internet. Và thật là tuyệt vời vì cái hệ thống này được phát triển ở trên một cái hệ điều hành, một cái mã nguồn mở, đó là WordPress, và một cái hệ điều hành, một cái mã nguồn mở để mà chúng ta có thể thiết kế được một cái website tuyệt vời và đẳng cấp nhất ở trên thế giới. Bình thường khi mà chúng ta sử dụng cái hệ điều hành này thì chúng ta cần phải cài đặt rất là phức tạp, qua bước này bước kia rồi cài đặt, rồi thêm chỉnh sửa, cài đặt chủ đề vào, cài đặt giao diện vào, cài đặt những cái công cụ, những cái ứng dụng vào, và hầu như những cái gì mà đẹp nhất mà thì đều và phải trả tiền cho nó. Nhưng với cái hệ thống igroupblog này, mình chỉ cần trả tiền một lần và mình đã được xài mãi mãi, luôn luôn là những cái gì đó tối ưu nhất, tiện lợi nhất. Và sau khi mà mình tìm hiểu mà mình sử dụng được cái hệ thống igroupblog này thì mình đã quyết định là mình chia sẻ những cái hệ thống này cho những các anh chị học viên ở trong các chương trình đào tạo của mình. Và thật là tuyệt vời khi những anh chị học viên ở trong các chương trình đào tạo của mình tiếp cận với hệ thống này thì mọi người làm nhanh hơn, dễ dàng hơn và giúp cho mọi người tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như là nhiều công sức của mọi người hơn trong cái quá trình mà mọi người kinh doanh ở trên Internet. Và một lời cảm ơn dành cho cái người mà sáng lập ra, cái người mà để tạo ra một cái hệ thống igroupblog này, đó là một người anh, một người bạn vô cùng tuyệt vời của mình, đó là anh Nguyễn Đức Tuấn. Và anh đã dành rất nhiều thời gian, công sức của mình để mà tạo nên cái hệ thống vô cùng tuyệt vời này. Vì bản thân anh cũng là một người kinh doanh, bản thân anh cũng là một người lập trình viên và anh có một cái tư duy về Internet Marketing. Những cái hệ thống mà nó tạo ra bởi một cái người chỉ có am hiểu về lập trình thôi thì cái hệ thống đó chỉ có người dùng lập trình thôi mới dùng được. Nhưng anh là một người làm kinh doanh ở trên Internet, anh có một cái tư duy về kinh doanh, anh có một cái tư duy về hệ thống, thì khi mà anh set up ra, anh tạo nên cái hệ thống này thì cái hệ thống này nó rất là thân thiện đối với lại những người sử dụng và những người mới hoàn toàn. Hello, tôi xin nói rằng là mới hoàn toàn các bạn ạ. Tại vì là mình là một người tiếp cận vào trong những lĩnh vực về Internet Marketing, tiếp cận vào trong những kiến thức như thế thì mình cần phải có một cái hệ thống, một cái website. Thì mình đã liên tục mày mò điều chỉnh từ hệ thống này sang hệ thống khác, và trong vòng 6 năm qua mình đã không biết là phá tan nát bao nhiêu cái hệ thống rồi để ngày hôm nay mình mới có thể là kiểm soát và sử dụng được nó. Nhưng các bạn chỉ cần khi mà các bạn sử dụng cái hệ thống này thôi thì các bạn không cần phải mất 6 năm giống như mình để mò mẫm. Tất cả những cái gì các bạn cần đã được có sẵn ở trong hệ thống igroupblog. Và rất là cảm ơn igroupblog, cảm ơn anh Tuấn vì đã có mặt ở trên thị trường, cảm ơn tất vì đã mọi người đã tạo ra một cái thương hiệu, một cái sản phẩm vô cùng tuyệt vời cho người dùng. Và tôi cảm thấy rất là biết ơn anh Tuấn, và tôi muốn chia sẻ cái điều này với tất cả các bạn, những người sắp chuẩn bị hoặc là các bạn đang ở trong cái quá trình là kinh doanh ở trên Internet. Các bạn đừng tốn nhiều thời gian của mình quá vào vấn đề kỹ thuật, tại vì vấn đề kỹ thuật không giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn các bạn ạ, không giúp chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn, và nó chỉ làm mất thời gian của chúng ta mà thôi. Hello các bạn, chúng nó chỉ làm mất thời gian của các bạn mà thôi. Vì vậy nếu các bạn muốn kiếm được nhiều tiền hơn, muốn có một hệ thống tốt hơn thì hãy nên cân nhắc và hãy
tìm hiểu về cái hệ thống iGroup Blog, và các bạn hãy truy cập vào website igroupblog.com để các bạn có thể tham khảo. Và nếu mà các bạn có một vấn đề gì đó thắc mắc thì hãy hỏi trực tiếp đội ngũ của iGroup Blog, tại vì họ là một đội ngũ rất là chuyên nghiệp và rất là tận tâm. Khi mà các bạn chỉ cần có một cái yêu cầu thì họ sẽ hỏi rằng là vì cái yêu cầu đó nó có ý nghĩa gì với lại cái quá trình kinh doanh của các bạn, thì họ sẽ tư vấn cho các bạn các chiến lược, các giải pháp để các bạn có thể làm tốt hơn, chứ không phải là các bạn yêu cầu cái gì mà họ sẽ làm theo cái đó. Các bạn hiểu phần này không ạ? Hello, họ khi mà các bạn đưa ra cái yêu cầu cho họ thì họ phải tư vấn cho bạn là tại vì sao mà anh chị nên dùng cái này hoặc là không nên dùng cái này để đỡ tốn thời gian của các anh chị, và điều đó có ý nghĩa với bạn chứ. Ok, rất là tuyệt vời phải không ạ? Và hệ thống này rất là đáng dùng và mình đang tin dùng cái sản phẩm này. Vì vậy các bạn, nếu mà các bạn muốn tiết kiệm nhiều thời gian hơn thì hãy sử dụng dịch vụ iGroup Blog. Và xin chào và hẹn gặp lại.